Đây, Mọi người rửa rồi nha. đây là thiết bị thông báo có mưa. Thì thiết bị này bao gồm có một cái mạch cảm biến mưa MHRD. Cái mạch này mình sẽ đưa ra ngoài trời, và khi có những hạt mưa nó bám lên cái mạch này thì cái một tín hiệu nó chạy về mạch này, và từ mạch này sẽ đưa một cái tín hiệu đi ra cái module MP3. Đây là cái module MP3. Cái module này chủ yếu là nó nhận và phát phát nhạc MP3 thôi ha. Một cái file thông báo mưa của mình là mưa rồi mấy má ơi, gom đồ vào thôi, mưa rồi mấy má ơi, gom đồ vào thôi. Mình copy cái file đó vào cái module MP3 này, và MP3 này sẽ truyền tín hiệu qua bên cái mạch khuếch đại này. Thì trên cái mạch khuếch đại này nó có một cái cổng out ra cái loa à, và từ đó là sẽ phát lên thông báo. Như là hoàn tất hết rồi. Bây giờ chỉ có đậy cái nắp hộp lại và treo lên thôi. Cái mặt này đem ra ngoài trời nữa là xong rồi hả? Rồi coi thử nha. Mưa nè, bây giờ cho giọt mưa vào nè. Cho giọt mưa vào. Mưa rồi, gom quần áo vào thôi. 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 Đau lưng quá, thôi dẹp nghỉ, bye bye.